Thưa quý vị, ngày mua sắm trực tuyến Online Friday là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đối tác doanh nghiệp tổ chức nhằm tạo thói quen mua sắm trực tuyến và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Chuyển sang thông tin tiếp, thưa quý vị, với mức tiêu thụ nội địa trong 9 tháng đạt xấp xỉ 750.000 tấn, Pomina đang dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại khu vực phía Nam. Thông tin vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam VSA công bố. Theo số liệu của VSA trong 9 tháng đầu năm nay thì tiêu thụ nội địa thép xây dựng Bomina trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 750.000 tấn. Cùng với đó thì Bomina cũng đã xuất khẩu 174.000 tấn thép, tăng đến 70% so với cùng kỳ. Với các con số này thì thép Bomina không những duy trì vị trí dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại khu vực phía Nam mà còn dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu thép xây dựng sang những thị trường khó tính như Mỹ, Canada và các quốc gia khác trên thế giới. Bên cạnh việc dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ, Bomina cũng là đơn vị tiên phong sở hữu dây chuyền công nghệ hiện đại của các hãng danh tiếng hàng đầu châu Âu như SMS, Siemens, Tenova. Do đó, sản phẩm thép Bomina đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe ở những công trình, dự án lớn trong và ngoài nước. Và Bomina đã trở thành đối tác tin cậy của các công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam như Cotecon, Hòa Bình, Cofico, Tập đoàn Vingroup, Đại Quang Minh, v.v. Chúng tôi đánh giá cao cái phong cách phục vụ rồi là cái tinh thần hợp tác chia sẻ trong kinh doanh của uh, thép Việt Pomina và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành phát triển và hợp tác cùng với Pomina uh, tốt hơn nữa nhằm khẳng định thông điệp giá trị về đứng bền của Pomina chính là mang đến lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng. Pomina cũng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về tinh thần trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Trong tháng 10 vừa qua thì Bomina tiếp tục đồng hành cùng hai chương trình thiết thực và giàu tính nhân văn là Cùng xây ước mơ và Xin chào cuộc sống. Bomina vẫn không ngừng nỗ lực để khẳng định đẳng cấp của một thương hiệu dẫn đầu, phát huy nội lực, sự sáng tạo, làm tròn sứ mệnh thép Bomina kiến tạo giá trị cốt lõi vì một cộng đồng phát triển và nhân văn.